Trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp 4.0, các doanh nghiệp dệt may cần liên tục cập nhật trong quá trình đầu tư mới để ứng dụng từng phần tự động hóa trong sản xuất nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh để thực hiện chiến lược phát triển ngành dệt may bền vững. Tại triển lãm quốc tế ngành công nghiệp dệt may, thiết bị và nguyên phụ liệu Hà Nội Tech 2018 vừa diễn ra tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng cho biết, là một trong những triển lãm quốc tế uy tín tại Việt Nam và khu vực, Hà Nội Tech 2018 là hoạt động thiết thực hỗ trợ phát triển ngành dệt may Việt Nam. Đây cũng là cơ hội thuận lợi để các tổ chức, doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực tài chính, đầu tư, sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước gặp gỡ đối tác, quảng bá thương hiệu, tìm kiếm bạn hàng, mở rộng thị trường và xây dựng chiến lược đầu tư hợp tác lâu dài. Đặc biệt, đây là cơ hội giúp các doanh nghiệp dệt may Việt Nam tìm hiểu, định hướng đầu tư thiết bị công nghệ hiện đại được sản xuất từ các nước công nghiệp tiên tiến nhằm bắt kịp cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Với tổng diện tích trưng bày trên 6.000 m2, Hà Nội Tech 2018 là hoạt động xúc tiến thương mại, thu hút sự tham gia của hơn 120 doanh nghiệp, tập đoàn lớn trên thế giới trong lĩnh vực thiết bị và nguyên phụ liệu dệt may đến từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, giới thiệu thiết bị và nguyên phụ liệu phục vụ cho thị trường ngành công nghiệp dệt may tại Việt Nam.